Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đại biểu Quốc hội gián tiếp thách đố Nguyễn Phú Trọng về vấn đề Biển Đông. Tại phiên họp Quốc hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu của An Giang đã lên tiếng. Ở Biển Đông, Trung Quốc đã chuyển từ giai đoạn bồi đắp sang giai đoạn quân sự hóa và khai thác sử dụng. Chúng ta cần công khai, cập nhật chi tiết các hoạt động lấn chiếm biển đảo, vi phạm luật pháp quốc tế của họ để dư luận tiến bộ Việt Nam và dư luận thế giới, bao gồm cả nhân dân Trung Quốc được biết. Trước hành vi xâm lược của Bắc Kinh tại Bãi Tư Chính nói riêng và Biển Đông nói chung, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khơi đi bằng sự im lặng, bước sang hù dọa công dân yêu nước, bảo vệ chủ quyền và cuối cùng, tại hội nghị trung ương chỉ dám mở miệng yêu cầu phân tích dự báo tình hình Biển Đông, không một chữ dám đụng đến tàu cộng và những gì đang xảy ra. Phát biểu của đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu đã gián tiếp xác nhận nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện có đầy đủ những dữ kiện chi tiết về các hoạt động xâm lược của Bắc Kinh nhưng cố tình không công khai với dư luận trong và ngoài nước. Đối với chính sách được tuyên truyền là mềm dẻo, khéo léo, khôn ngoan của Ba Đình, ông Hiếu cho rằng các phương pháp chúng ta sử dụng trong thời gian vừa qua với phương châm vừa hợp tác vừa đấu tranh cương quyết, kiên trì xử lý các hành vi xâm phạm chủ quyền không làm giảm đi lòng tham của họ. Không làm giảm đi lòng tham của họ chỉ là một cách nói lách thay vì là hoàn toàn thất bại, không ngăn chặn được quân xâm lược Trung Cộng. Trong vai trò là một đảng viên đại biểu Quốc hội của đảng, Nguyễn Lân Hiếu đã khôn khéo dùng gậy ông đập lưng ông để thách thức Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta cần có các biện pháp mới theo nguyên tắc mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã khẳng định bất di bất dịch là không bao giờ nhân nhượng chủ quyền và những gì thuộc về độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Những biện pháp mà ông đại biểu Quốc hội khai triển dùm cho tuyên bố mị dân chung chung đánh chống bỏ rùi của Tổng tịch là gì? Đó là đưa vụ việc ra tòa án quốc tế. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ kiện Trung Quốc đã xâm phạm Bãi Tư Chính mà chúng ta sẽ đưa toàn bộ hoạt động của Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam, xây dựng trái phép quân sự hóa nhiều đảo, bãi đá Biển Đông trong thời gian qua. Rõ ràng đây là một chuyển biến mới trong nội bộ đảng về thái độ đối đầu với thiên triều phương Bắc trong vấn đề Biển Đông. Để xem ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng có xếp ông đại biểu này vào thành phần cố tình kích động, to tiếng lên gân, ra vẻ là anh hùng, ra vẻ là yêu nước hay không. Quốc hội Việt Nam nhưng đã từ lâu không còn là của dân Việt Nam, ngày càng tỏ rõ năng lực quay lưng với hàng chục triệu cử tri khi cố thủ họp riêng mà về thực chất là họp kín về tình hình Biển Đông vào ngày 28 tháng 10 năm 2019. Bất chấp một số đại biểu Quốc hội trước đó đã phải lên tiếng yêu cầu Quốc hội công khai quan điểm về tình hình Biển Đông và Bãi Tư Chính cho toàn dân biết, cùng với phản ứng cần phải có của cơ quan này đối với hành động xâm phạm lãnh hải Việt Nam của Bắc Kinh, cuộc họp kín trên chỉ dành riêng cho giới nghị gật và do đảng chỉ đạo toàn diện. Bản lĩnh Quốc hội Việt Nam là như thế. Người ta không thể quên rằng nếu trong vụ giàn khoan Hải Dương 9-1 vào năm 2014 đã xông thẳng vào Biển Đông như một cái tát nổ đom đóm vào mặt Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã không há nổi miệng và cũng chẳng hé ra được một nghị quyết nào về Biển Đông, thì năm 2019 còn tồi tệ hơn, trong khi bà Ngân mắt liếc mày cong với Tập Cận Bình ở Bắc Kinh về làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và cả một khái niệm cực kỳ trừu tượng và bỉ bôi là đại cục. Cái bóng ma Hải Dương 981 lại hiện hình trên Biển Đông. Nhưng ngay cả thế giới, từ khi chia tay Tập Cận Bình đến nay, Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn không thốt nổi một lời về phản đối Trung Quốc. Trong khi đó, Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc chỉ lặp lại trơn tuột cụm từ không bao giờ nhân nhượng đối với các vấn đề độc lập chủ quyền khi ông ta cúi mặt đọc báo cáo trước nghị trường. Vào kỳ họp tháng 10 và 11 của Quốc hội Việt Nam, người ta chờ đợi xem cơ quan được xem là dân cử tối cao này có dám hé răng về một nghị quyết Biển Đông hay không. Nhưng ngay cả trong trường hợp Quốc hội Việt Nam có trưng ra một nghị quyết về Biển Đông trong kỳ họp tháng 10 và 11 năm 2019 cũng chẳng có gì bảo đảm là trong tờ giấy có được cụm từ Bãi Tư Chính,
càng không hy vọng nào rằng tờ giấy ấy sẽ đả động đến cái tên Trung Quốc. Nhưng trong một lúc rụt đầu trước Trung Quốc và cái cúi đầu trước Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội lại trở thành đồng lõa cho thể chế chính trị nặng về đàn áp người dân. Nhiều dự án luật quá cấp thiết cho quyền dân như luật về hội, dự luật biểu tình, dự luật trưng cầu dân ý đã được quy định trong hiến pháp nhưng đã bị đảng treo từ rất nhiều năm qua, cho đến nay vẫn không được đưa ra Quốc hội để bỏ phiếu thông qua. Dân gian và giới nghị gật cũng nhớ như in là vào tháng 5 năm 2018, chính Nguyễn Thị Kim Ngân đã lạm dụng cái ghế Chủ tịch Quốc hội để át đi tiếng nói phản biện của một ít đại biểu Quốc hội phản bác dự luật đặc khu bằng lối nói đầy thủ thuật. Bộ Chính trị đã quyết định về luật đặc khu rồi. Không chỉ hành xử khuất tất với dự luật đặc khu mà còn giật gật vô thức với một số vụ mang đậm yếu tố lợi ích nhóm như bỏ phiếu cho tăng giá điện, xăng dầu, dịch vụ y tế với nhiều loại thuế được kiến tạo để bóp hầu bóp họng dân chúng. Quốc hội đã tự biến nó thành cơ quan không chỉ vô tích sự về công tác phản biện và giám sát mà còn bị không ít người dân xem là phản động, theo đúng nghĩa hành động ngược lại với quyền lợi và tuyệt đại đa số của nhân dân đã bầu ra nó. Họp kín về tình hình đối ngoại và Biển Đông là cách thức mà giới chấp bu của Cộng sản Việt Nam, Quốc hội Việt Nam không muốn người dân và cử tri biết về hành vi khuất tất, thậm chí có thể là hành vi phản bội lại lợi ích dân tộc của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà càng về sau này, càng nhiều người dân nói công khai về Quốc hội hoạt động giống như một tổ chức mafia, như một kỷ luật đã thành hình nhưng luôn bị giới cho bù của Đảng Cộng sản Việt Nam cố tình giấu giếm. Cứ vài năm lại xảy ra hiện tượng có đến hàng trăm đại biểu Quốc hội bỗng nhiên mất tích trong một phiên họp tại nghị trường. Nhưng càng về sau này, tần suất mất tích càng xảy ra dày hơn, còn chu kỳ mất tích lại được rút ngắn, trong khi một số lượng mất tích ngày càng nhiều hơn. Quốc hội Cộng sản Việt Nam đang bước vào kỳ họp tháng 10 và 11 năm 2019, liệu sẽ xảy ra nạn mất tích đại biểu Quốc hội tại kỳ họp này? Còn nhớ kỳ họp thứ 7 của Quốc hội Cộng sản Việt Nam vào tháng 5 và tháng 6 năm 2017 chỉ là một trong những minh chứng hùng hồn cho bầu không khí trống vắng đến lạnh người. Chống lạnh người đến nỗi Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội phải thêm một lần nữa thừa nhận sự thật bỉ bôi này. Chưa kỳ nào đại biểu Quốc hội vắng nhiều như kỳ họp này, không hôm nào vắng dưới 30 đại biểu, trung bình mỗi ngày có 30 đến 50 đại biểu vắng họp và có những đoàn vắng một nửa số đại biểu, cá biệt có hôm vắng trên dưới 100 đại biểu Quốc hội. Trong khi một số quan chức lãnh đạo của Quốc hội đòi phải chấn chỉnh nâng cao trách nhiệm của đại biểu Quốc hội thì cũng có những dư luận thân đảng lên tiếng phán quyết về việc những đại biểu Quốc hội trốn họp là không xứng đáng với vị trí mà người dân đã bầu cho họ và đồng tiền thuế mà người dân đã bỏ ra. Những đánh giá trên là không sai và đã nhiều lần được nêu ra bởi dư luận, người dân và mạng xã hội khi đặc biệt nhấn mạnh con số hàng tỷ đồng hoặc hơn tiền thuế của dân đã được chi cho mỗi ngày họp Quốc hội trước khi các cơ quan dân cử buộc phải thừa nhận sự thật tồi tệ này, nhưng vẫn là chưa đủ. Mà còn có những nguồn cơn sâu xa hơn hẳn. Đầu tiên là vai trò của Quốc hội trong thể chế chính trị độc đảng và kéo theo dàn nhân sự của các cơ quan Quốc hội. Nhất bộ, nhì ban cơ nhỡ lang thang thì sang Quốc hội. Giới quan chức Quốc hội vẫn thường ta thán như thế khi so sánh với các bộ ngành màu mỡ bên chính phủ và sau đó là các ban đảng ít màu mỡ hơn. Trong thực tế, đúng là như vậy, số quan chức này không có thực quyền, chỉ có tiếng nhưng không có miếng. Còn Quốc hội cho dù được tiếng là cơ quan dân cử tối cao nhưng về thực chất chỉ là một loại cơ quan yếu, nếu không nói thẳng là cơ quan bù nhìn. Trong rất nhiều năm, dù không đạt được phát lộ trong các cuộc họp chính thức của Quốc hội, nhưng bên lề thị nghị trường đã có một số đại biểu than vãn về tình trạng Quốc hội khá bị động khi xem xét và quyết định một số vấn đề, dự án mà bên chính phủ trình, nhưng vẫn phải gật. Trong một số trường hợp, Quốc hội còn bị xem là bù nhìn vì chẳng được quyết định một điều gì. Tiêu biểu cho cơ chế bù nhìn của Quốc hội là một vấn đề được nêu ra trong kỳ họp thứ 7
bất chấp các nghị quyết của Quốc hội và luật đầu tư công quy định dự án có tổng vốn đầu tư từ 10.000 tỷ đồng trở lên phải được trình qua Quốc hội, phía các cơ quan chính phủ vẫn phớt lờ mà chỉ đến khi dự án gây hậu quả hoặc đội vốn quá cao và sinh nạn thiếu tiền thì mới chịu kêu gào đòi được thông qua vốn bổ sung. Trong thực tế, khá nhiều dự án kinh tế với vốn đầu tư khổng lồ nhưng đã chỉ trình ra Quốc hội theo cách cho có, như dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam trị giá 15 tỷ đô la, dự án sân bay Long Thành 18 tỷ đô la, dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam lên đến 60 tỷ đô la. Trong khi đó, cơ quan thẩm định dự án của Quốc hội không chỉ bị xem là non kém chuyên môn mà luôn trở nên vô hiệu trong trường hợp dự án đã được Bộ Chính trị phê duyệt rồi. Vụ việc Bộ Chính trị ngồi xổm trên pháp luật mới nhất là vào tháng Giêng 2019, cơ quan siêu bộ này tự cho nó thẩm quyền duyệt tăng vốn dự án Metro Bến Thành Suối Tiên ở Sài Gòn lên đến gần 3 lần, trong tình thế dự án này đã đội vốn kinh khủng mà chỉ còn cách hoặc cắm đầu phê duyệt hoặc cho bắt hết dàn quan chức quản lý dự án. Không chỉ bị phía chính phủ phớt lờ và xem thường, giới đại biểu Quốc hội còn bị áp đặt nặng nề bởi ý chỉ cương lĩnh đảng quan trọng hơn hiến pháp, như một tuyên bố không cần úp mở của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng vào năm 2013 lại chính là người mà đã trưởng thành từ cái ghế Chủ tịch Quốc hội. Trong một thể chế chính trị nặng về đàn áp người dân, nhiều dự án luật quá cấp thiết cho quyền dân như dự luật về hội, dự luật biểu tình, dự luật trưng cầu dân ý đã được quy định trong hiến pháp nhưng đã bị đảng treo từ rất nhiều năm qua, cho đến nay vẫn không được đưa ra Quốc hội để bỏ phiếu thông qua. Họp Quốc hội mà chỉ để bấm nút đồng ý cho những chuyện đã được Bộ Chính trị hay Ban Thường vụ Chính phủ quyết định rồi thì họp để làm gì? Có lần một đại biểu Quốc hội than thở ngoài hành lang nghị trường như vậy. Còn không ít lời than vãn mang tính phản ứng của những đại biểu Quốc hội khác, có đại biểu còn tuyên bố ngoài lề rằng họp hành cơ chế kiểu này thì thà đi nhậu còn sướng hơn. Trong khi đó, Quốc hội của bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã làm gì để hạn chế tình trạng đại biểu bỏ họp? Không những không làm gì để tạo hưng phấn ngồi họp và mở miệng cho giới đại biểu, tại kỳ họp tháng 5 và 6 2019, bà Ngân còn lạnh lùng chặn họng những đại biểu cắc cớ hỏi về các vụ dư luật đặc khu và vụ phân bón giả Thuận Phong. Hai vụ việc đều bị dư luận cho là ít nhiều có dính dáng đến đương kim Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Dân gian và giới nghị gật cũng nhớ như in vào tháng 5 năm 2018, chính Nguyễn Thị Kim Ngân đã lạm dụng cái ghế Chủ tịch Quốc hội để át đi tiếng nói phản biện của một ít đại biểu Quốc hội phản bác dự luật đặc khu bằng lối nói đầy thủ thuật: Bộ Chính trị đã quyết định về luật đặc khu rồi. Không chỉ hành xử khuất tất với dự luật đặc khu mà còn gật vô thức với một số vụ khác mang đậm yếu tố lợi ích nhóm, như bỏ phiếu cho tăng giá điện, xăng dầu, dịch vụ y tế, với nhiều loại thuế được kiến tạo để bóp hầu bóp họng dân chúng. Quốc hội đã tự biến nó thành cơ quan không chỉ vô tích sự về công tác phản biện và giám sát mà còn bị không ít người dân xem là phản động, theo đúng nghĩa hành động ngược lại quyền lợi và của tuyệt đại đa số nhân dân đã bầu ra nó. Nhưng với bạn Vàng thì khác hẳn. Nếu trong vụ Hải Dương 9-1 vào năm 2014, Quốc hội và Nguyễn Thị Kim Ngân đã không há nổi miệng và cũng chẳng chút ra được một nghị quyết nào về Biển Đông, thì 2019 còn tồi tệ hơn. Trong khi bà Nguyễn Thị Kim Ngân mắt liếc mày cong với Tập Cận Bình ở Bắc Kinh về làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và cả một khái niệm cực kỳ trừu tượng và bỉ bôi là đại cục, cái bóng ma Hải Dương 981 lại hiện hình trên Biển Đông. Nhưng ngay cả thế, từ khi chia tay Tập Cận Bình đến nay, Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn không thốt nổi một lời về phản đối Trung Quốc. Rốt cuộc, ngày càng nhiều đại biểu Quốc hội bỏ họp, đó cũng là cái cách lãn công và đại biểu và biểu thị ý chí phản ứng gián tiếp của ít nhất 20% trong tổng số gần 500 nghị gật trước ý chỉ độc đoán của Đảng, thủ thuật làm trước báo sau của chính phủ và các nhóm lợi ích kinh tế. Thế hệ 4.0 thói áp chế ngôn luận bởi giới cho bù của Quốc hội và có thể với ý chí hèn với giặc ác với dân của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chính Đảng gật dây
nó trong vụ khủng hoảng bãi tài chính, điều mà nhiều đại biểu dường như đã dám nghĩ đến trong đầu, tuy chẳng dám nói ra. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.